quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung chính sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thăm làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Các phóng sự, cuộc sát hạch của đội ngũ cán bộ cấp trung đoàn. Nhiều sáng kiến cải tiến trang thiết bị hậu cần có tính ứng dụng cao. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có chuyến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 đã báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình trên địa bàn Quân khu 5 và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian qua. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang quân khu 5, đặc biệt là việc tổ chức lực lượng, phương tiện, hỗ trợ nước bạn Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện Sê Piên Sê Đầm Nọi tại tỉnh Atapu, Lào vào trung tuần tháng 7 năm 2018. Việc làm của cán bộ chiến sĩ quân khu 5 đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp đối với người dân Lào. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn, tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng các tỉnh, huyện trên địa bàn thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc, gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm và làm việc với các đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng đơn vị trong thời gian qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, nhất là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ biên giới, cột mốc, xây dựng đơn vị, tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống bão lũ và giúp bà con địa phương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai và các đơn vị quân khu 5 cần phối hợp có hiệu quả với các lực lượng công an, biên phòng và các cấp, các ngành ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tăng cường hơn nữa công tác bám cơ sở, nắm tình hình, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đoàn kết, hợp tác với lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia, giải quyết tốt những vướng mắc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình phát triển. Tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, tổng kết đánh giá kết quả công tác văn thư bảo mật lưu trữ toàn quân giai đoạn 2013-2017 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Hơn 150 đại biểu là Chánh văn phòng, trưởng ban văn thư bảo mật lưu trữ các cơ quan đơn vị trong toàn quân được giới thiệu nghiên cứu các nội dung về phát triển chính phủ điện tử của Bộ Quốc phòng, các quy định chỉ thị về nghiệp vụ ngành và phần mềm quản lý văn bản, lập hồ sơ công việc, xử lý văn bản trên môi trường mạng truyền số liệu của Bộ Quốc phòng và thảo luận các vấn đề về nghiệp vụ. Tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp bảo vệ an ninh chính trị theo Nghị định số 77 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2018. Báo cáo tại hội nghị khẳng định hoạt động phối hợp của các đơn vị quân khu 5 với các lực lượng công an, biên phòng ngày càng toàn diện, cụ thể, có chiều sâu. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý các vụ việc đạt hiệu quả tích cực,
góp phần củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị và niềm tin trong nhân dân. Trên cơ sở quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, từ nay đến cuối năm, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nội dung đã ký kết. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 5 vừa tổ chức lớp tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Nông năm 2018. Nội dung tập huấn tập trung vào việc chuẩn bị các văn kiện, trình tự và phương pháp vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị đối với khung tập diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Nông. Sau tập huấn, tỉnh Đắk Nông nhanh chóng tổ chức xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, bảo đảm chất lượng, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, đúng tiến độ và thực hành diễn tập theo kế hoạch. Trung đoàn 142, Sư đoàn 315 vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập DV-18. Nhờ làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng, nên sau khi phát lệnh, 500 quân nhân đã có mặt đúng thời gian, bảo đảm quân số. Trong đó sĩ quan đạt 100%. Các bước qua trạm được tiến hành đúng trình tự. Các quân nhân dự bị được cấp phát quân tư trang cá nhân, vũ khí trang bị và huấn luyện bổ sung. Đây là cuộc diễn tập với quy mô lớn nhằm nâng cao trình độ thực hành động viên của chỉ huy các cấp ở đơn vị và địa phương, đồng thời cũng là dịp kiểm tra, đánh giá đúng thực chất lực lượng dự bị động viên, phân loại về chuyên nghiệp quân sự, qua đó nâng cao chất lượng công tác huấn luyện động viên trên địa bàn. Kinh nghiệm từ đợt huấn luyện, diễn tập là cơ sở để Sư đoàn 315, Trung đoàn 142 tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch đáp ứng tốt yêu cầu động viên trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh giá chất lượng công tác tham mưu huấn luyện của đội ngũ cán bộ cấp trung đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu, tại thành phố Đà Nẵng, quân khu 5 vừa tổ chức hội thi trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn năm 2018. Đây là cuộc sát hạch toàn diện đối với đội ngũ cán bộ chủ trì cấp trung đoàn. Để chuẩn bị cho hội thi này, từ nhiều tháng qua, các trung đoàn trưởng và chính ủy trung đoàn, 4 sư đoàn bộ binh và 11 bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố đã ôn luyện các nội dung về công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Nhiều đơn vị còn tổ chức kiểm tra, thi thử để tham gia hội thi đạt kết quả cao. Tại hội thi, các nội dung được ban tổ chức đưa ra đòi hỏi các cán bộ trung đoàn phải vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình chỉ huy, lãnh đạo đơn vị. Đây là một đợt học tập và rất bổ ích cho cán bộ chỉ huy cấp trung đoàn, là cơ hội để chúng tôi là ôn luyện và học tập các cái nội dung toàn diện về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật và kể cả là thể lực và các cái môn kỹ thuật bắn súng như bắn súng ngắn K54, đó là một môn của người chỉ huy. Cái kinh nghiệm tức là mình trước hết là quá trình luyện tập là mình phải thực sự tích cực, chịu khó rèn luyện vừa kỹ thuật vừa tâm lý trong các cái điều kiện hoàn cảnh, nhất là khi mà luyện tập tập trung để rèn luyện cái tâm lý cho bản thân mình. Hội thi năm nay, quân khu 5 đã đưa vào các nội dung mới theo điều lệnh tác chiến và điều lệnh chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam ban hành ngày 13 tháng 3 năm 2018. Nhiều tình huống cụ thể được ban giám khảo đặt ra liên quan đến chức trách nhiệm vụ trên từng cương vị của cán bộ trung đoàn, yêu cầu các thí sinh phải giải quyết tốt các vấn đề đặt ra. Là đối với cái đội ngũ cán bộ cấp dưới, thì bây giờ là cần phải bồi dưỡng nội dung gì và hướng tới thì phải tập huấn nội dung gì, bổ sung rồi đối với các đồng chí nó ra sao. Đấy. Còn đối với các đồng chí là tham gia hội thi thì để đánh giá về cái trách nhiệm, cái năng lực, trình độ để chọn ra những đồng chí đáp ứng được yêu cầu mà trong cái quy hoạch, cái nguồn cán bộ lâu dài cho sau này. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao. Những thành công và cả hạn chế của hội thi sẽ được quân khu, các đơn vị nghiên cứu rút kinh nghiệm và đề ra những biện pháp khắc phục, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức và năng lực toàn diện trong lãnh đạo chỉ huy cho đội ngũ trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần do Thiếu tướng Trần Duy Giang, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần vừa có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Sau khi nghe Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo kết quả công tác bảo đảm hậu cần lực lượng vũ trang quân khu từ đầu năm đến nay, kế hoạch quy hoạch dự án Sở Chỉ huy Quân khu và đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác ngành hậu cần, Thiếu tướng Trần Duy Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành hậu cần Quân khu 5 đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị quân khu sớm hoàn chỉnh quy hoạch Sở Chỉ huy Quân khu trình Bộ Quốc phòng phê duyệt ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện dự án, trong đó xác định quy mô đầu tư phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất về hạ tầng trang thiết bị. Tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa tổ chức hội thảo lịch sử ngành hậu cần Quân khu 5 giai đoạn 1975-2015. Trên cơ sở nghiên cứu bản thảo và hội thảo lần thứ nhất, tại hội thảo, các đại biểu là lãnh đạo Cục Hậu cần Quân khu 5 qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng có giá trị thực tế, khái quát toàn bộ hoạt động của ngành hậu cần Quân khu 5 trong 40 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau hội thảo, Cục Hậu cần Quân khu tổng hợp các ý kiến đóng góp bổ sung hoàn chỉnh, phát hành lịch sử ngành hậu cần Quân khu 5 giai đoạn 1975-2015, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành hậu cần Quân khu và ngày truyền thống Cục Hậu cần, ngày 20 tháng 10 năm 1948, 20 tháng 10 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, tại Hội thao Hậu cần Quân khu, phần thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị hậu cần đã có nhiều sản phẩm tạo ấn tượng, đa dạng, sát thực tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần của các đơn vị. Ghi nhận của phóng viên chương trình về nội dung này. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam mang đến hội thi 4 sản phẩm. Trong đó sáng kiến cải tiến ghế phục hồi chức năng tứ chi đã tạo sự chú ý cả về hình thức lẫn tính ứng dụng thực tiễn. Ghế có cấu tạo đơn giản, có thể lắp ráp dễ dàng, gọn nhẹ và tích hợp nhiều chức năng, điều chỉnh được chiều cao, lực kéo phù hợp để trợ giúp người bị bán liệt do tai biến tập phục hồi khớp vai, khuỷu tay, chân. Sáng kiến này thì bước đầu chúng tôi thì nghiên cứu về các phục hồi chức năng chi trên và chi dưới. Và trong thời gian sắp tới nữa chúng tôi sẽ nghiên cứu cải tiến là sẽ làm thêm cái phục hồi chức năng của đốt sống cổ kết hợp để làm cho một cái mô hình cải tiến nó hoàn thiện hơn. Có tất cả 85 sản phẩm tham gia hội thi với 60 sáng kiến và 25 cải tiến vật chất huấn luyện, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ hậu cần của 23 đầu mối đơn vị. Hầu hết các sáng kiến đều bảo đảm tính gọn nhẹ, giá thành hạ và có tính ứng dụng cao, thiết thực đối với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm hậu cần tại đơn vị. Qua tham quan các đơn vị bạn thì chúng tôi là thấy rất nhiều cái mô hình sáng kiến kỹ thuật mới hay mà chúng tôi có thể là về vận dụng tại đơn vị. Và qua đó là trên cơ sở đó tạo động lực cho chúng tôi về tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nhằm mục đích là tạo ra những cái sản phẩm mới bổ ích để vận dụng trong công tác bảo đảm hậu cần cho huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Hầu hết sáng kiến thì các đồng chí đều tập trung vào các cái sáng kiến phục vụ cho cái nhiệm vụ huấn luyện. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ chọn lựa những cái sáng kiến mới hay có hiệu quả sẽ tiếp tục đầu tư và tham gia thi với bộ trong năm 2018. Trong điều kiện kinh phí huấn luyện hạn hẹp, việc bộ đội tự nghiên cứu đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình đã góp phần giải quyết nhiều bài toán khó trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của các đơn vị. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.